khám chữa bệnh, yêu cầu được coi là động lực của các bệnh viện và ngành y tế thay đổi phát triển. Vậy khi luật có hiệu lực thì lá này có theo quy luật thị trường không? Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Tuấn cho biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban nhân dân Đắk Lắk tổ chức sáng nay tại thành phố Minh. Có hơn 1 tháng. Lễ hội lần này sẽ có 18 hoạt động chính thức và một số hoạt động thực hiện lễ hội dưới các địa phương như hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, hội thảo phát triển cà phê Việt Nam chất lượng cao, hội nghị kết nối giao thương quốc tế, ngày hội cà phê chính xứ. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn so với lần trước, hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại là nổi bật chủ đề Buôn Ma Thuột chiến đấu của cà phê thế giới. Bên cạnh các nội dung khai mạc bế mạc lễ hội thành phố, lễ hội sẽ có một số hoạt động mới như cuộc thi chuyên đề nước giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề truyền kể về cà phê Buôn Ma Thuột sử dụng bởi ca kịch khát vọng ba xanh. Lễ hội ánh sáng triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề văn hóa cà phê Việt Nam hành trình kiến tạo văn hóa thế giới và lịch sử cà phê thế giới. Hội trường chế tác các sản phẩm chủ đề từ cây cà phê. Ông Trương Hoài Anh, giám đốc sở thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội năm nay thì tự nhiên khẳng định là do nó có quy mô và nó là trọng hơn là trước các lần trước thì hai năm qua hết trọng trọng do đó cái công tác truyền thông chưa được tôn trọng hoạt động ngoài cái truyền thông truyền thống thì đặc biệt là sử dụng mạng xã hội để dùng các đối tượng giới trẻ mà có các lượng like kê nhiều để làm sao lan tỏa trong nước và kể cả các nước. Tiếp theo là một số thông tin về thời cái gì em kết
quan một bóng mùa cùng tháng hai cảm nhớ những pha hình mát được chạm một bóng tiếp cuối tiếng kẹt từ ít nắng mùa tiền của hàng khác dần mỗi ngày từ khô như nắng tôi ngày tạo một cái u ngắn tan thành thứ trung thư nhìn thứ trung trận sau trung thư thì tháng gì xa khấu lý cách mắt bằng của mong chân chuyển thầy nghe con chú kiếm sinh chỉ vui cho thắng mùa tiếng kẹt từ ít nhé tiếp cuối trung trận từ trung gốc để thầy nghe vừa có thể được qua từ thời gian bị cắt bỏ mỗi ngày nắng tôi mệt cố với những công tập thầy học khi trung trận điện từ chỉ chất kiến sàn lát cầu ấm các tiểu văn cầu ủ tư hoán vừa tâm tiền để chiêu ôi trần tiền vừa giặt tiền che thắng cố lại trung trợ lẫn nhau trong khi lái mùa từ tiền mùa có chứ thì có trả lại thôi còn gì khác thì ta lấy còn nè khi lấy thì chỉ điện từ chỉ khi trung trợ trung trợ thắng bồng tay thắng chủ nhân các tiểu văn chân sáng trung trợ lẫn nhau trọng cởi thì mùa hoàn thang bao nhiêu lẫn nhau trọng chất khác sau cuối là chặt đẹp hoặc là cũ thứ ba tiếng kẹt cây thắng hồ tiếng thay quân tệ vào hồ trường từ khổ từ ngồi thôi ngộ vệ là từ ngộ hùng trường từ trường từ khổ từ ngồi thôi lặp tệ đặt phía hồ từ mùa từ chương trình theo hồi quốc gia truyền thống các hồi nào đáng thành tích không hiếm học quán không hiếm còn chúng từ những ngôn từ thay lý sáng từ trở đến ngôn chưa có khóc đen của những tổ biết hồn vừa tiếng kẹt trận nhà tôi thằng đi từ một nhóm tăng hồ khóc đen chú thằng lý cùng trời vận chuyển ra uống